Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay đã quay lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ là một video quay lại cảnh cáp treo Hòn Thơm, chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cả nhà nhé. Cáp treo Hòn Thơm là một tuyến cáp vượt biển nối phường An Thới với đảo Hòn Thơm thuộc quần đảo An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Chúc cô chú anh chị và các bạn xem video thật nhiều vui vẻ. Cả nhà xem video trên kênh của mình thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và bật chuông để theo dõi các video mới trên kênh của mình giúp cả nhà nhé. Đây là khung cảnh ở phía trước, đây là khu thị trấn Địa Trung Hải. Khu này thì mình cũng đã quay và chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem lúc trước rồi. Phía bên này là con đường gốm sứ, ngắm nhìn của cáp treo đi xuất phát phía trước nha. Phía trước là cái tháp đồng hồ nữa cả nhà nhé. Cả nhà nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và bật chuông để theo dõi các video mới trên kênh của mình giúp cả nhà nhé. Và bây giờ thì mình bắt đầu di chuyển vào bên trong khu vực của nhà ga. Mình check in mua vé ở đây để mình di chuyển đi cáp treo qua bên đảo cả nhà nhé. Đây là khu sảnh phía trước của lối vào của cái khu quầy vé. Khu bên trong thì nó có các cái sơ đồ trưng bày và các cái mô hình ở bên trong rất là đẹp và xịn sò luôn cả nhà nhé. Phía bên này thì nó cũng có một cái TV để trình chiếu các hoạt động ở trên đảo cả nhà nhé. Đây là mô hình sơ đồ. Trong này thì mình có rất nhiều cái là mình chỉ quay sơ bộ cho cả nhà cùng xem thôi cả nhà nhé. Thì mình sẽ di chuyển qua cái bảng đây là cái khung giờ hoạt động ở bên trong cái công viên nước Aquafito. Thế nữa thì mình sẽ di chuyển qua bên đó thì mình sẽ đi vào cái khu bên trong đó, mình sẽ quay chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem. Đây là cái khung màn hình TV, màn hình chờ ở phía bên ngoài. Bên ngoài này thì mình cùng ngắm cảnh và các hoạt động ở trên đảo được trình chiếu trên cái màn hình TV này cả nhà nhé. Được bày ở phía trước của cái khu sảnh này có nhiều trò chơi ngoài đi bộ dưới đáy biển nữa cả nhà nhé. Mình đến bãi trào thì mình sẽ được để ngắm san hô và đi bộ dưới đáy biển và các dịch vụ nơi đây. Rồi mình cùng trải nghiệm ở phía bên này cả nhà nhé. Mình sẽ di chuyển và mời cả nhà cùng dõi theo video của mình. Mình bắt đầu di chuyển qua quầy check-in để mình lên cabin và mình cùng di chuyển qua bên đảo cả nhà nhé. Cáp treo Hòn Thơm là cái tuyến cáp treo nằm ở phía nam đảo Phú Quốc cách phường Dương Đông khoảng 25 km cả nhà nhé. Một cáp treo Hòn Thơm là tuyến cáp treo 3 giây hiện đại có tổng chiều dài 7.900m nối từ phường An Thới đến các đảo Hòn Dừa, Hòn Rói tới đảo Hòn Thơm. Được tổ chức Guinness trao tặng chứng nhận cáp treo dài nhất thế giới. Tuyến cáp treo gồm có 6 trụ, 2 nhà ga và 69 cabin, mỗi cabin thì chứa được 30 khách. Vận hành với vận tốc tối đa khoảng 8.5m trên giây. Thời gian di chuyển từ ga An Thới đến Hòn Thơm mất 15 phút. Khi bạn lên thì bạn nhìn xuống phía dưới cảnh làng chài và làng bè, các tàu thuyền neo đậu rất là đẹp như một bức tranh tiên cảnh đang hiện ra trước mắt của các bạn. Các tàu thuyền neo đậu rất là ngăn nắp, ngay hàng thành lối cả nhà nhé. Công trình được khởi công vào tháng 9 năm 2015 và vận hành vào tháng 2 năm 2018 là hạng mục quan trọng nhất của quần thể khu vui chơi giải trí của Sun Group ở Hòn Thơm cả nhà nhé. Đây là coi toàn khung cảnh ở phía dưới, các tàu thuyền đang rao vô và neo đậu rất ngăn nắp
Ừ, mình khung cảnh này mình nhìn từ phía trên cao của cáp treo, khi mình đi mình nhìn xuống cả nhà nhé. Thì trước khi đi thì mình có check in ở phía trước của cái nhà ga cũng rất là đẹp luôn cả nhà. Khi mình qua đây thì nó đây là cái làng chài, nơi khu vực của các người dân sinh sống ở đây, các tàu thuyền neo đậu ở phía làng chài này cả nhà nhé. Hòn Thơm là một hòn đảo nhỏ cách đảo Phú Quốc khoảng 3 km, nằm ở phía nam đảo Phú Quốc, được nhiều du khách yêu thích vì vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, những rặng dừa xanh rì rào và những bờ biển cát trắng nước trong xanh. Với các treo Hòn Thơm thì đã bao gồm các trò vui chơi giải trí ở trên khu công viên nước và vé khứ hồi cả nhà nhé. Khi mình vô đây thì mình sẽ được các dịch vụ tắm biển, chèo thuyền, kayak, chơi nhà phao nổi, các hoạt động được hướng dẫn ở trên đây cả nhà nhé. Đây là tiếng cáp treo 3 dây và 2 dây ở giữa, 2 dây ở hai bên là dây phụ, và dây chính giữa thì nó chỉ di chuyển cái cáp treo của mình chạy đi cả nhà nhé. Sau khi mình chuẩn bị đến cái đảo ở đây, chuẩn bị mình sẽ xuống công viên nước Hòn Thơm. Đó, phía cái công viên nước Hòn Thơm thì nó đã hiện ra trước mắt của các bạn. Phía xa là cái bãi Hòn Thơm, có rất nhiều rặng dừa, và cái công viên nước ở phía trước đã hiện ra cả nhà nhé. Công viên Hòn nước Hòn Thơm thì được đưa vào hoạt động vào tháng 12 năm 2019, mang đến một không gian vui chơi giải trí dưới nước đầy thú vị. Avalfino được xứng danh là công viên nước hàng đầu ở châu Á và hiện đại, với các rất nhiều trò chơi được chia thành 6 khu với nhiều chủ đề khác nhau. Có 3 trò chơi hiện đại nhất Việt Nam, đó là phi long cưỡi sóng, cuộc chiến mãng xà, giao long tùng dương. Thì mình đang di chuyển vào cái khu công viên nước ở phía bên trong. Và đây là sơ bộ cái khung cảnh công viên nước. Mình lên đây thì mình mang đồ, thì mình trước khi mình vào công viên nước thì mình sẽ ghé vào nơi đây mà đó mình gói đồ rồi mình sẽ ra công viên nước cả nhà nhé. Đây các trò chơi ở phía trên rất là nhiều trò chơi luôn.
Chỗ này là hai vương phục hận, khu thủy quái cả nhà nhá. Đúng rồi, người ta thiết kế ở trên rất là trông rất là đẹp mắt, lộng lẫy luôn cả nhà. Đi thì rất nhiều du khách đến đây luôn cả nhà nhé. Chỗ này thì nó đang sửa chữa. Không cho mình chơi cả nhà nhé. Đó là dòng sông Lơ Đãng, mình sẽ di chuyển qua phía bên này, mình xuống cái dòng sông Lơ Đãng cả nhà nhé. Dòng sông Lơ Đãng, khu cướp biển, dòng sông Lười. Đây thì mình xuống đây thì mình có các cái phao nó nổi cho cái dòng sông Lơ Đãng này các nhà. Chui vô trong cái phao này mình đi nó sẽ nổi mà lên các nhà nhé. Cái anh đang đứng anh cầm cái phao màu đó là phao cứu sinh cả nhà nhé. Và bây giờ mình di chuyển qua khu lâm sàng đối diện cái nhà nhé. Nó chia thành ba ống, mình sẽ leo lên phía trên thì mình sẽ tuột xuống ở đây cả nhà nhé. Bên trong này nó có cái lồng, mình leo trên cao mình sẽ tuột xuống, rất cảm giác rất là mạnh luôn cả nhà nhé. Khu vui chơi giải trí lớn nhất Đông Nam Á cả nhà nhé. Cả nhà di chuyển lên phía trên và cả nhà sẽ leo lên ở phía trên và cả nhà sẽ chung vào cái ống nước này, cả nhà trượt xuống cả nhà nhé. Trong khu vui chơi giải trí này nó có rất nhiều trò chơi để cho mình chơi, và mình một buổi sáng thì không thể nào để chơi hết cái khu vui chơi giải trí này cả nhà nhé. Chơi một số trò chơi ở trong khu này thôi. Đây là cái sơ đồ và các cái ký hiệu ở trong mấy cái nơi này cả nhà nhé.
Bây giờ di chuyển qua chỗ Thái Vương Phục Hằng thôi cả nhà. Cầm bẫy quái quật, mọi người xếp hàng rất là đông đúc luôn để lên chơi trên cái cầm bẫy quái quật này cả nhà. Đó, rồi thì mình ngồi vô trong cái phao này, rồi nó sẽ người ta đẩy vô, rồi nó trượt xuống cả nhà, theo dòng nước nó cuốn xuống. Mỗi cái ống này rất là to luôn cả nhà. Ồ, cái máng nó hứng rất là to, chạy trượt qua trượt lại cảm giác rất là mạnh, hết cho mót thấy là trong cái hồ nước này cả nhà nhé. Có nhiều người trượt ở trên trong cái ống này và trượt ra rất là mạnh luôn cả nhà. Và bây giờ thì mình di chuyển qua chỗ Thủy Liêm Động cả nhà nhé. Khu này rất là đông luôn cả nhà. Đó. Các em bé và các trẻ nhỏ hoặc du khách xếp hàng chờ đến lượt mình để được chơi. Rất là đông luôn cả nhà nhé. Từ khi mình chơi cái khu này thì mình sẽ di chuyển qua bên khu kia, mình sẽ quay cho cả nhà cùng xem cả nhà nhé. Và bây giờ thì mình ra di chuyển ở chỗ bãi xe buýt và mình di chuyển xuống bãi biển và nhà khu nhà hàng ở phía dưới bãi biển cả nhà nhé. Đó là đường phía trước để đi ra cái khu nhà hàng ở ngoài biển cả nhà nhé. Và cái khu này cũng có chơi dù lượn, chèo thuyền kayak và các trò chơi.
đi bộ dưới đáy biển nữa cả nhà nhé, rất là đẹp luôn cả nhà. Đây là khu vực bãi tắm mà đang di chuyển đi vào khu vực bãi tắm. Ở phía bên kia thì coi nó có cái nhà hàng để dùng mình ăn trưa nghỉ ngơi ở trên cái nhà hàng đó cả nhà nhé. Và phía trước của cả nhà là cái bãi tắm trào, rất là đông du khách luôn cả nhà nhé. Nơi đây thì có rất nhiều hàng dừa cao, rất là đẹp. Và phía dưới hàng dừa thì các du khách đang phơi mình trong nắng. Các dịch vụ trò chơi, nhà phao cũng ngồi về biển cả nhà. Mình mua vé thì vé đã bao gồm các trò chơi này rồi cả nhà nhé. Mình dùng cái vé đó mình sử dụng cho được nhiều lần mình đi. Một vé thì mình giữ lại để đi chơi tất cả các trò chơi trên này. Ở đây thì mình quay qua hướng cáp treo thì nhìn thấy cáp treo, các cái dù lượn, dù bay. Phía bên trong thì người ta cũng tạo ra cái chỗ check-in. Nó ở phía trong có anh Tây đang check-in. Cả nhà, biển rất là đẹp luôn, nước trong xanh và mực bích. Phía bên này các du khách đang tắm ở dưới dòng sông, tắm ở dưới biển này cả nhà nhé, tắm trong khu vực người ta tha phao cả nhà. Mình tắm ở phía bên trong, đừng có ra phía bên ngoài cả nhà nhé. Còn mình đi thẳng tới cái con đường này thì mình có thể check in ở trên con đường này. Và phía dưới đầu bên kia thì người ta chỉ có dịch vụ lặn ngắm san hô đi bộ dưới đáy biển cả nhà nhé. Cái chỗ chỉ người ta đang làm kia thì đó là chỗ đó, đi bộ dưới đáy biển cả nhà. Đây người ta tạo rất có các cái con hình thù rất là đẹp luôn cả nhà. Và bây giờ thì mình di chuyển trở lại và mình sẽ đi về đất liền cả nhà nhé. Thì mình đang di chuyển đi về đất liền. Cả nhà xem video trên kênh của mình thì hãy nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và bật chuông để theo dõi các video mới trên kênh của mình giúp cả nhà nhé.
Mình xin phép tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong các video mới tiếp theo trên kênh của mình. Cả nhà xem video trên kênh của mình thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và bật chuông để theo dõi các video mới trên kênh của mình giúp cả nhà nhé. Cả nhà nhớ bật chuông để nhận được những thông báo video mới nhất trên kênh của mình cả nhà nhé.